Eli Khắc Tư, một vị lão sư đã hy sinh chính thần thức của mình cho Vũ Hạo, giúp cậu là người đầu tiên trong Đấu La Đại Lục có được hồn linh, sáng tạo ra sinh linh thủ vọng, hấp thụ thiên địa nguyên lực tạo ra vũ hồn thứ ba cho Vũ Hạo. Eli Khắc Tư, một vị bán thánh sở hữu vong linh ma pháp, tên đầy đủ của ông là Tử Linh Thánh Pháp Thần, vong linh thiên tài Eli Khắc Tư. Vậy trong video ngày hôm nay, hãy cùng LTC đi tìm hiểu toàn bộ thông tin về vị vong linh thiên tài này các bạn nhé. Đừng quên để lại một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi các bạn ơi. Eli Khắc Tư thực chất chỉ là một nhân vật phụ, một thiên tài vong linh, một người xuất chúng thúc đẩy sự phát triển của thần ấn vương tọa quang chi tử Long Hạo Thần và tuyệt thế đường môn tỉnh tự chi thần Hoắc Vũ Hạo. Ông vốn là quang minh chi tử thời đại huy hoàng hiếm thấy trong lịch sử nhân loại mấy nghìn năm, hay còn được gọi là thiên tài vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Độ tương thích của ông với nguyên tố quang minh đạt tới 98%. Ông đã sớm trở thành tồn tại cấp 8 đỉnh cao. Sau khi bị chính vị hôn thê của mình phản bội, Eli Khắc Tư còn bị đế quốc và giáo đình lừa gạt, đặt cho danh hiệu kẻ phản quốc, thân nhân sau đó bị sát hại hoàn toàn. Ông hoàn toàn phát điên sau sự cố này, đã tích lũy ngọn lửa báo thù, dung hợp hoàn hảo sức mạnh của ánh sáng và bóng tối. Khổ luyện 10 năm, ông đã chiếm được truyền thừa của một vị pháp sư vong linh thượng cổ, từ quang minh chi tử trở thành Tử Linh Thánh Pháp Thần vong linh thiên tài. Sau khi trở thành một vị bán thần mạnh mẽ, ông đã lợi dụng Tháp Vĩnh Hằng và đội quân xác sống để gây thương tổn nặng nề cho cả hai đế quốc. Ông chiến đấu bằng sức mạnh của chính mình, thế nhưng ông không hề cảm thấy vui vẻ. Ông phát hiện ra rằng, ngay cả sau khi làm tất cả những điều này, người thân của mình cũng không thể sống lại. Ông nhận ra rằng mình đã sai. Ông không có được hạnh phúc từ việc trả thù, mà ngược lại, ông đã tàn sát vô số con người và phạm vi tội ác tày trời. Về phần lục địa thánh quỷ nơi ông tọa trấn, nếu trở thành thần, ông sẽ sống mãi và trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nhưng ông sẽ mất đi cơ thể và trở thành một vị thần vong linh. Một vị thần như vậy không phải là điều Eli Khắc Tư mong muốn. Vì lẽ đó, ông từ bỏ việc trở thành thần, ở lại trong tháp trường sinh. Eli Khắc Tư gặp được Long Hạo Thần ở bên trong thần ấn vương tọa, truyền lại nhiều truyền thừa cho Long Hạo Thần. Sau khi Long Hạo Thần bị ma thần hoàng giết, Thái Nhi đã nhờ sự giúp đỡ của Eli Khắc Tư. Bởi cảm động trước tình cảm của Thái Nhi dành cho Long Hạo Thần, Eli Khắc Tư đã lựa chọn sử dụng trái tim vĩnh cửu của mình để hồi sinh Long Hạo Thần, đồng thời trao sức mạnh ánh sáng của chính mình với tư cách là con trai của Quang Chí Tử. Kèm với đó là luồng khí vong linh thuần khiết nhất đã được ngưng tụ trong hàng nghìn năm, chính thức giao nó cho Long Hạo Thần, giúp Long Hạo Thần có được cơ duyên huấn luyện trong Tháp Vĩnh Hằng, đột phá cấp 9 và đứng ở đỉnh cao của lục địa thánh quỷ. Có thể nói rằng giai đoạn này chính là giai đoạn thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện trong thần ấn vương tọa. Sau đó, Eli Khắc Tư mang theo một tia thần thức của mình đến Đấu La Đại Lục. Lòng hận thù của Vũ Hạo cũng xấu như ông năm đó, vì thế ông đã trở thành sư phụ của Vũ Hạo, giúp Vũ Hạo không bị hận thù làm cho mù quáng. Cuối cùng sau này, để giúp đỡ Vũ Hạo, Eli Khắc Tư đã đốt cháy thần lực của chính mình. Những mảnh vỡ ý thức đã biến Tuyết Đế thành hồn linh đầu tiên của thế giới Đấu La Đại Lục, và bản thân ông cũng biến thành vũ hồn thứ hai của Vũ Hạo, Tử Linh Thánh Pháp Thần. Chính vì động thái này mà cuối cùng Vũ Hạo cũng tìm được cách chung sống hòa hợp với các hồn thú, xây dựng tháp truyền linh, thúc đẩy âm mưu tuyệt thế đường môn phát triển. Có thể nói Eli Khắc Tư chính là nhân vật quan trọng nhất trong việc thúc đẩy cốt truyện của thần ấn vương tọa và Đấu La Đại Lục phần 2, được cho là một huyền thoại sống, thực lực vô song. Nếu như thực sự muốn thành thần thì chắc ông cũng đã trở thành thần từ lâu rồi. Vậy các bạn nghĩ sao về vị vong linh thiên tài này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.